Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Trong cái video ngày hôm nay thì Tùng Sửa Vật sẽ cùng với quý vị tìm hiểu một cái vật dụng được gắn ở trên cái cây vợt bóng bàn này. Đó là riêng cái dòng vợt Sadius này nhá. Thì đó là cái gì? Thì bây giờ quý vị hãy cùng với Tùng bắt tay vào khám phá chi tiết. Cái điều mà Tùng muốn cùng với quý vị khám phá ngày hôm nay đó chính là cái tem nhựa được gắn ở trên các cây vợt Sadius này nhá. Đó. Thì đối với các cái cây vợt Sadius đời cũ này thì nó có dùng hai cái tem nhựa hai bên. Hai tem nhựa hai bên như thế này. Đó. Thế còn về cái cây vợt đời mới về sau, Sadius về sau thì nó sẽ dùng cái một cái tem nhựa này và mặt bên kia nó sẽ dùng cái tem đó là cái tem gọi là tem mắt ngọc. Thế thì lát nữa Tùng sẽ nói tiếp về cái tem mắt ngọc sau. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về hai cái tem tròn ở hai bên này nhá. Đấy, đối với các cái cây vợt Sadius thì hầu hết là nó sẽ có hai cái tem, một cái tem dài có chữ Sadius này, thế và một cái tem tròn ở bên này. Đó, cây này cũng vậy, cây này là đời tem đồng, nó cũng có một cái tem dài như thế này và một cái tem tròn như thế này. Cái điều đầu tiên ở cái tem tròn ở trên các cây vợt Sadius thì cái điều đầu tiên là nó không phải là một hình tròn các bạn nhé, nó hơi oval, nó hơi oval. Cái kích thước của nó về cái bề ngang là nó là 15 mm và cái bề dài này nó nhỉnh hơn một chút, nó là 15.5 mm nhé. Tất cả các cái tem tròn của cái cây vợt Sadius nó đều như vậy. Và một cái điều thú vị thứ hai tức là về cái kỹ thuật làm lên cái tem này. Đấy, nó cũng rất là cầu kỳ. Đấy. Các bạn nhìn đơn giản nó như thế này thôi nhưng nó không phải là đơn giản đâu. Tức là khi chúng ta nhìn đây thì tất cả các chi tiết họa tiết từ đây thì nó gồm có hai màu mực, trên một cái nền trắng là có mực đen và mực đỏ, vậy thôi, hai màu. Đấy, thế nhưng mà cái bố trí và cái cách xếp sắp và in các cái họa tiết này nó rất là cầu kỳ và đặc biệt. Thì nó đặc biệt ở chỗ nào thì qua cái quá trình nghiên cứu và tìm hiểu thì Tùng mới phát hiện ra được cái sự đặc biệt này của nó, và Tùng sẽ ví dụ cụ thể để quý vị và các bạn sẽ biết rõ hơn nhé. Ở đây là hình của hai cái tem tròn trên hai cái cây vợt kia. Thì Tùng đã phóng đại nó ra như thế này. Đấy, Tùng phóng đại nó ra như thế này. Thế thì ở đây các bạn có thể thấy là với cái tem bên này thì nó thiếu hình hai cánh bướm đây đúng không ạ? Và cái tem bên này thì nó thiếu hình cái cánh bướm bao quanh cái chữ butterfly này đúng không ạ? Đó. Thế thì cái điều đặc biệt nó ở chỗ đó. Cái đầu tiên ấy thì đây, đối với cái cây vợt này thì cái tem này nó có hai lớp in. Cái lớp thứ nhất là hình cái cánh bướm bao quanh cái chữ butterfly này. Đấy. Nó nằm ở trên một lớp và các cái phần còn lại các cái chữ tam ca 5000 butterfly thì nó nằm ở một lớp khác. Đó. Cụ thể nó sẽ như thế này. Đầu tiên, cái lớp đầu tiên đó, nó như thế này các bạn nhá. Mình lấy ví dụ đây là cái tem nó có hai lớp như thế này. Đấy. Mình sẽ lấy miếng kính này để mình làm ví dụ nhá. Đó, thì cái lớp đầu tiên là như thế này. Cái phần nền trắng chữ đen nó nằm ở dưới cùng như thế này các bạn nhá. Đó. Sau đó thì đến cái lớp thứ hai nó mới là đến cái lớp cái cánh bướm. Cái cánh bướm hình như cánh bướm bao quanh cái chữ butterfly này. Nó nằm ở đây cơ các bạn nhé. Đấy. Nó nằm ở đây này. Và nó sẽ là nằm ở một lớp trên. Nó nằm ở một lớp trên hẳn nhá. Sau đó lớp trên cùng mới là phủ một lớp khác nữa. Là như thế này lên. Đấy. Nên khi các bạn nhìn kỹ cái tem này qua cái kính lúp nó phóng đại lên hoặc kính hiển vi, các bạn sẽ nhìn thấy nó là hai cái lớp khác biệt nhau. Nhìn vào các bạn mà mình hay gọi là nó có cái hình gọi là 3D ấy. Đó, nó sẽ có hai lớp khác biệt nhau hoàn toàn. Đó. Và đối với cái tem thứ hai. Đó, cái tem thứ hai nhá. Cái tem thứ hai là cái tem này. Thì nó cũng vậy. Cái phần toàn bộ cái phần chữ này nó sẽ nằm ở bên dưới một lớp dưới cùng này. Sau đó thì nó sẽ in tiếp hai cái cánh bướm ở đây. Ở phần chỗ này này, hai cánh bướm chỗ này này. Đó. Nó nằm ở trên một lớp khác các bạn nhé. Đó, sau đó bắt đầu nó mới
làm tiếp một lớp nữa ở trên mặt như thế này. Đó. Thế là khi mà nhìn vào cái tem này thì các bạn sẽ nhìn kỹ, các bạn sẽ thấy hai cái cánh bướm mà nó nổi bật hẳn lên, nó nổi lên so với các cái lớp chữ nền này nhá. Đó. Đó là cái sự đặc biệt của hai cái tem tròn này. Đó. Thế thì theo như Tùng nghĩ thì có thể đó là một cái cách mà người ta làm để chống làm nhái, làm giả cái thương hiệu của người ta. Đó là một cái đặc biệt ở trong các cái tem tròn của cây vợt Sarius này. Đối với các cái cây vợt Sarius về đời sau này khi sản xuất ấy, thì người ta đã thay đổi cái thứ nhất là cái cán này, người ta đã làm bằng cái gỗ nhuộm. Đó. Và màu nó cũng nhợt nhợt hồng hồng như thế này. Và cái mặt bên kia người ta làm một cái tem gọi là cái tem mắt ngọc. Đó. Thế thì cái tem mắt ngọc nó có cái gì đặc biệt thì chắc là nhiều người biết rồi. Đây, cái tem mắt ngọc đây. Đó. Thì khi các bạn cầm cái vợt lên, các bạn nghiêng xoay đi xoay lại qua lại như thế này thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy cái chữ, có một vài cái dòng chữ nhỏ butterfly ở bên phía trong. Đấy, và hình các cái cặp cánh bướm nữa. Đấy, thì ở trong một cái ô tròn 7mm này nó sẽ có vài cái chữ butterfly và vài cặp cánh bướm ở bên trong này nhá. Đấy, đây là cái tem gọi là tem 7 màu. Đấy, thì cấu tạo của cái tem này ấy, thì nó gồm có hai lớp. Cái lớp thứ nhất nó là cái bạc, giấy bạc 7 màu. Người ta in lên cái giấy bạc đó. Đấy, và cái lớp thứ hai là cái lớp, đây là một cái nhựa dẻo hình tròn, người ta cắt và người ta đậy nó lên. Vừa rồi đã cùng với quý anh chị tìm hiểu sâu hơn về các cái tem tròn của cái cây vợt Sarius này. Thế thì cũng do trong qua cái quá trình mà sửa vợt cho quý anh chị và các bạn và mình tiếp xúc nhiều á, thì mình cũng muốn là tìm hiểu kỹ về nó và sâu hơn về nó, hay là mình có phát hiện ra những cái mà mình đáng phải chú ý ở trong cái cây vợt Sarius này. Mình được lúc đầu mình cũng nghĩ là nó chỉ đơn thuần bình thường là một cái tem in rất bình thường thôi, nhưng mà hoàn toàn nó không phải như vậy. Thế thì không biết là quý anh chị và các bạn có tìm hiểu về cái này hay không, mà có ai biết hay không, hay là nó còn nhiều cái hay ho gì nữa, thì xin mời quý anh chị và các bạn hãy góp ý và comment ở phía bên dưới để cho Tùng được biết và tìm hiểu thêm về các cái cây vợt Sarius này. Tùng cũng chắc chắn một điều, chắc chắn là những cái tem fake của Trung Quốc làm ấy, thì chắc chắn là nó sẽ không có được các cái chi tiết như thế này đâu. Tùng xin dừng cái video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong các video sau. Bye bye.